Xin kính chào tất cả các anh em đã đến với kênh Review Audio. Em giới thiệu nhanh đến nhà mình một chiếc đài đã quá nổi tiếng của hàng Panasonic, model là DT300. Dòng này là siêu hay các bác nhé, em nhấn mạnh là siêu hay. Chắc chắn sẽ làm hài lòng kể cả những đôi tai khó tính nhất. Máy về thì đẹp xuất sắc, hàng đấu giá mới về từ Nhật. Chưa sử dụng tại Việt Nam, máy về như các bác thấy là có cả khịn zin theo máy. Tất cả là nguyên zin, đẹp long lanh, không một giọt sơn tốt, không chữa chữa, cam kết chưa sử dụng tại Việt Nam. Máy đẹp long lanh, chơi đa năng. Đầu tiên các bạn thấy là có một khay đĩa CD ở phía dưới này. Mắt đọc cực nhạy, cực nhanh, đọc nhanh như ăn cướp, có thể nói là như vậy. Hai cửa băng cassette luôn, trang bị hai cửa băng cassette, đầu từ bánh tì, tất cả mọi chi tiết mới cứng. Đây các anh em mình có thể nhìn thấy này. Đẹp long lanh, chơi xuất sắc. Khay CD, hai cửa băng cassette và tuner. Không thể thiếu như một chiếc radio. Chúng ta có đài FM. Chất lượng âm thanh được điều chỉnh qua 4 cần equalizer cho chúng ta tùy chỉnh tiếng bass rất tốt. Đây là cần gạt cho phần ba lăng loa trái phải. Đặc biệt hơn, ngoài 4 cần chỉnh equalizer thì máy còn có thêm cả nút chỉnh riêng cho phần bass các bác này. Đấy, chúng ta hoàn toàn có thể điều chỉnh tăng giảm tiếng bass. Cho nên chắc chắn đây là một chiếc đài mà có tiếng bass rất sâu, chắc khỏe. Chúng ta đánh có thể nói là như sàn, như loa thùng là có thật các bác nhá. Đấy, sở hữu hai thùng loa hai bên. Loa này là loa hai cầu. Loa hai cầu, đây em quay phía sau để anh em mình có thể cảm nhận thế nào là loa hai cầu này. Tất cả chi tiết các bác nhìn thấy này. Xuất sắc luôn. Xuất sắc. Đẹp keng. Chiếc này thì được cả thanh lẫn sắc các bác nhá. Mới cứng. Đây em quay tổng thể mặt phía sau này. Đây loa hai cầu. Thì mỗi một chạm loa, đây các bác thấy này. Mỗi một bên loa nhá, nó sẽ có 4 dây. À, mỗi một bên loa có 4 dây, đây ạ, 4 dây. Thông thường như là loa gọi là một cầu ấy thì nó chỉ có 2 dây thôi. Đấy, này hai cầu. Nó giống như những cái chiếc loa thùng chuyên nghiệp thì mới có hai cầu như vậy. Đài thì đây là chiếc đầu tiên mà em nhìn thấy có loa hai cầu. Đánh cực hay, xuất sắc luôn. Dưới đây là nắp pin các bác này. Đấy, các cái chấu pin các bác có thể nhìn thấy này, mới tinh. Sáng choang. Tất cả mọi chi tiết là hoàn hảo. Không một điểm trừ, không một điểm chê luôn. Một chiếc này phải nói là đẹp xuất sắc. Để em lắp cái nắp pin lại nha. Rồi. Đấy. Đẹp chưa? Lung linh luôn. Em cố gắng đi chi tiết hơn để anh em mình có thể cảm nhận được độ mới của máy này. Đây, có lẽ rằng là không cần phải giới thiệu thêm, không cần phải trình bày nhiều với một chiếc đài quá mới. Chất âm thì tuyệt hay. Bây giờ em xin được test chi tiết các tính năng trên điều khiển từ xa. Các bác thấy là có đầy đủ tất cả những tính năng luôn, kể cả nút nguồn. À, chúng ta có thể tắt mở nguồn ngay trên điều khiển, cực kỳ tiện lợi luôn. Bây giờ em sẽ test phần băng cassette trước đi các bác nhá. Đây băng cassette này. Xin mời anh em mình cùng trải nghiệm. Thank you.
Chất âm hay nức nở luôn các bác, đúng là siêu hay, em khẳng định với các bác là siêu hay. Đây em test cửa băng số 2. Phải nói thêm với các bác một chi tiết cũng rất rất là giá trị trên chiếc đài này nữa. Đó là phần loa chép, các bác thấy này, viền loa và mũi loa là được mạ vàng 18K các bác nha. Cực kỳ hay luôn, viền loa và mũi loa là mạ vàng 18K. Thứ nhất là nó mang đến cái chất âm tiếng chép tươi sáng lung linh và nhìn nó rất là xịn sò cao cấp. Quá là đẹp luôn. Rồi, bây giờ thì em sẽ test luôn phần CD. Đây CD, chúng ta cũng có thể mở cửa đĩa ngay trên remote. Đây, đóng mở rất thuận tiện luôn. Em sẽ chuyển sang phần CD nhá. CD đâu rồi? Đây, nút CD này các bác. Đấy, khi ta bấm CD thì đồng hồ hiển thị CD này. Các bác đợi một chút đấy, máy nó sẽ đã đọc là đĩa này gồm có 13 bài, thời lượng 67 phút 37 giây. Chúng ta có thể bấm play ngay trên remote. Đấy, hoặc là chúng ta có thể bấm băng ở đây cũng được. Duy Khánh Hải Ngoại số 2. Em bấm qua bài này. Đọc rất tốt luôn. Bấm buông tay là đọc qua nhá. Rồi có một ngày, sẽ một ngày chinh chiến tàn. Anh chẳng còn chi, chẳng còn chi ngoài con tim heo em ơi. Xin trả lại đây, bỏ lại đây, phép gai răng với lũy hào tàu lỗ châu mài với những địa lỗi đã bao phen máu anh tuôn cho còn lại đến mãi bây giờ trà xuống đạn đây khi rạch nợ sông núi rồi anh trở về quê tìm tuổi thơ mơ. Các bác thấy là chúng ta có thể điều chỉnh volume âm lượng lớn nhỏ ngay trên remote, rất tiện lợi. Em bấm chuyển bài nhé. Buông tay là đọc này. Bấm nhanh luôn các bác thôi. Đấy. Buông tay là đọc này. Mắt đọc cực kỳ tốt luôn, đọc xuất sắc luôn ra nhá. Rồi em sẽ chuyển sang phần tuner này,
radio tuner đây. Anh lẫn phần nhìn cho nên là tất cả những cái việc đấy nó sẽ phải tốn nhiều thời gian và cái chất xám để lên kế hoạch và thực hiện. Thì tuy nhiên là để mà nói qua tiết lộ cho khán giả thì Da Lab bây giờ đến cuối năm chắc là cũng phải ra mắt phải tầm 3 bài hát, 3 đến 4 bài hát đều là. Rồi, như vậy là các bạn đã thấy là một chiếc đài cực kỳ đáng chơi, rất giá trị, độ mới thì là đẹp xuất sắc, mới keng, chơi thì hoàn hảo, chất âm thì tuyệt hay, siêu hay, máy còn có cả khỉn zin. Bác nào quan tâm thì vui lòng liên hệ sớm giúp em nhé. Có thể điện trực tiếp cho em hoặc là liên hệ qua Zalo để chúng ta tiện trao đổi. 0916950595. Em xin chân thành cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Xin kính chào và hẹn gặp lại.